Đèn LED Mark Home tiết kiệm vượt trội lên đến 80% so với bóng đèn thông thường. Đèn LED Mark Home tuổi thọ chiếu sáng hơn 80.000 giờ bền bỉ theo thời gian. Đèn LED Mark Home nhiều mẫu mã đẹp do chính tay của kiến trúc sư Mark Home thiết kế sẽ phù hợp với mọi gia đình. Đăng ký nhanh để trở thành đại lý, nhà phân phối các sản phẩm của đèn LED Mark Home với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Nhận ngay chỉ vàng 4 số 9, một chuyến du lịch Phú Quốc trong 3 ngày 2 đêm khi đăng ký trong tháng này. Liên hệ tới số điện thoại hotline 0964458888, 0924099999 để được giải đáp. Mark Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Xin chào tất cả quý vị đã trở lại kênh YouTube của Mark Home, và ngày hôm nay thì Nhật An sẽ tiếp tục chuyến hành trình của mình để dẫn quý vị, chúng ta sẽ đến thăm những công trình nhà mà Mark Home đang thi công xây dựng cũng như là đã hoàn thiện. Và ngày hôm nay thì Nhật An đang có mặt tại một vùng tỉnh rất là đẹp, đó chính là tỉnh Bến Tre, với căn nhà đang thi công là nhà chú trốn. Và như quý vị có thể thấy, nhìn từ bên ngoài thôi là dù căn nhà chưa hoàn thiện nhưng mà ta cũng thấy được cái sự đồ sộ và khá là bề thế của nó, đúng không ạ? Bây giờ sẽ dẫn quý vị chúng ta tiến vào bên trong gần hơn để chúng ta xem tổng quan căn nhà như thế nào nhé. Let's go! Và như quý vị có thể thấy là hiện tại đó là căn nhà cũng đang trong quá trình hoàn thiện quý vị ha. Phần mái thì cũng đã lên xong rồi, tường xây, tất cả mọi thứ đều đã xong. Bây giờ là đang trong quá trình là sẽ bắt đầu sơn nhà cũng như là lót gạch của nhà. Và với ngôi nhà chú trốn này thì cảm giác đầu tiên mà An thấy đó chính là ngôi nhà cũng khá là sang trọng, đúng không ạ? Tuy là chúng ta chưa thấy được màu sắc như thế nào hết, nhưng mà An đặt cái tấm ảnh 3D cạnh bên cái ngôi nhà đó, quý vị cũng đã mường tượng được ngôi nhà này sau khi mà xây dựng xong thì nó cũng sẽ lộng lẫy và sang trọng như thế nào. Với thiết kế của ngôi nhà là thiết kế tân cổ điển rất là rõ luôn. Ngay từ những cái đường vòm cong nè, rồi những cái trụ đi, những cái trụ cột ở đây chúng tôi sử dụng là thức cột Doric. Tuy là đơn giản nhưng mà rất là mạnh mẽ và nó cũng đặc trưng cho phong cách tân cổ điển luôn. Thì quý vị thấy rất là đẹp, đúng không ạ? Ở phía bên này thì chúng ta còn đặt thêm một cái khu vực sau này chắc chắn sẽ là một cái bức tranh được trang trí, có thể là giả đồng chẳng hạn. Thì ở khu vực này cũng rất là đẹp. Những cái phần lan can, những cái ban công bán nguyệt sau này chắc chắn chúng tôi thiết kế thêm, có thể là làm những cái lan can sắt nghệ thuật đặt vào đó, thì ngôi nhà chúng ta sẽ rất là lung linh. Với ngôi nhà này thì kích thước của nó như thế nào, anh cũng xin chia sẻ quý vị luôn là nhà chú trốn sẽ có chiều dài là 10,8m và chiều rộng là 7m, và diện tích sử dụng của cả hai tầng anh cộng lại được là khoảng 155m2. Nói chung là đó là về những không gian bên ngoài của ngôi nhà ha. Và bây giờ em nói thật là em cũng rất là không biết là bên trong sẽ phân chia không gian như thế nào, cho nên chúng ta lại tiến vào bên trong và xem nhé. Hiện tại thì em đang có mặt ở khu vực sau này sẽ là khu vực sảnh chính của nhà chú trốn. Và như quý vị thấy ở đây là chúng tôi sẽ có một cái bậc tam cấp nè, là 5 bậc ha. Cũng khá là đẹp, và những ngôi nhà mà tam cấp 5 bậc nhìn nó sẽ cao hơn hẳn so với những ngôi nhà khác. Và hai bên của sảnh chính thì chúng tôi có đặt hai chiếc cột khá là cao và được làm hình trụ tròn. Nó tạo nên một cái vẻ bề thế nguy nga hơn cho căn nhà của chúng ta. Đó là về khu vực sảnh chính. Và một điều khá đặc biệt nữa là ngôi nhà, nói chung là từ phòng khách thì chúng ta sẽ có hai lối để bước lên nhé. Một bước lối sảnh chính bên đây, một lối sảnh bên bên kia. Cũng rất là thú vị, đúng không ạ? Bây giờ em sẽ tiến vào khu vực phòng khách để xem những không gian của ngôi nhà như thế nào. Hiện tại thì An đã có mặt ở khu vực phòng khách. Khu vực này sẽ có diện tích là 18,3m2. Và như quý vị thấy là đội ngũ thợ xây đang, các anh em đang rất là cố gắng để mau chóng sẽ hoàn thành ngôi nhà của chú trốn. Bởi vì thật sự là tình hình dịch bệnh cho nên là cái tiến độ nó cũng sẽ hơi chậm một chút xíu. Nhưng mà mọi người cũng đang rất là cố gắng, cho nên là sẽ nghe nó hơi ồn một xíu, quý vị thông cảm giúp An ha. Với căn phòng khách này thì diện tích 18,3m2 thấy cũng rất là rộng, và như An nói có hai lối cửa để mà chúng ta mở vào, cũng như có lối cửa sổ rất là lớn để lấy sinh khí vào bên trong. Bây giờ ta sẽ tiến qua những khu vực khác. Đây, ở bên đây sẽ là khu vực phòng ngủ của ngôi nhà của chú trốn. Và khu vực này sẽ có diện tích là 18,2m2. Căn phòng ngủ này thì nó cũng rất là rộng, và nó còn có khu vực phòng thay đồ nè, là một khu vực ở đây là nhà vệ sinh riêng nữa. Với một căn phòng như vậy ở tầng 1 thì em thấy là rất là thoải mái, đúng không ạ? Và đương nhiên phòng ngủ thì không thể nào thiếu những cái ô cửa sổ rất là lớn để mà chúng tôi lấy gió, lấy sinh khí vào cho gia chủ ở bên trong.
Còn khu vực cuối cùng của ngôi nhà ở đây chính là khu vực phòng bếp. Với khu vực phòng bếp ăn này sẽ có diện tích khá là lớn, là khoảng 20m2. Và ở đây chúng tôi đã trang bị là một cái kệ tủ bếp hình chữ L. Những cái kệ tủ bếp chữ L như quý vị biết nó sẽ luôn là gọi là phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Bởi vì cái công dụng của nó sẽ thích hợp với hầu hết những cái loại diện tích của căn phòng bếp. Và như quý vị thấy là hiện tại những cái đường dây điện hay những cái đường ống nước thì chúng tôi cũng đều đã lắp đặt đầy đủ hết, được thiết kế ông tường hết trơn rồi. Và chúng ta chỉ đợi đến ngày khi mà chúng ta sơn phết xong, hoàn thiện xong thì chúng ta sẽ lắp đặt những cái ổ điện, ổ cắm vào và sử dụng mà thôi. Đó là về những không gian của tầng 1. Thì bây giờ ta sẽ tiến lên tầng 2 để xem không gian còn lại nhé. An đang có mặt tại một cái khu vực cũng khá là thoải mái và thoáng mát của phòng 2, tầng 2 của nhà Chu Trốn. Và khu vực này sau này có thể sẽ được làm khu vực phòng thờ quý vị ha. Và có diện tích là 18,2m2. Với những khu vực phòng thờ thì đa phần những gia chủ họ sẽ ưa chuộng là sẽ đặt phòng thờ ở trên những cái tầng cao nhất của ngôi nhà, để lựa một cái vị trí gọi là đắc địa nhất, cung kính nhất cho cái phòng thờ. Cho nên là ở đây mà đặt phòng thờ thì em thấy là rất là hợp lý luôn. Bên cạnh đó thì phòng thờ nó có cái điều mà luôn luôn cần phải lưu ý là cần phải quan tâm đến sự thông thoáng. Bởi vì phòng thờ là nơi mà nhang khói rất là nhiều, cho nên nếu mà chúng ta làm không khéo mà không có cửa, không có những cái lối để mà thoát thì rất là ngột ngạt. Do đó ở đây chúng tôi đã có đến tận 2 lối cửa, quý vị thấy không ạ? 2 lối cửa để bước ra 2 cái ban công ngoài đây. Sau này sẽ là những cái ban công ha, rất là đẹp. Và 2 lối cửa này nó sẽ lấy sinh khí vào bên trong và giúp cho phòng thờ của chúng ta sẽ không có bị ngột ngạt. Đó là về khu vực phòng thờ. Tiếp theo ta sẽ tiến vào khu vực bên này một chút xíu giúp An. Ở bên đây sẽ là khu vực phòng ngủ số 2 của ngôi nhà. Khu vực này thì tạm thời đang được lát sàn rồi nè quý vị ha. Và ở đây thì cũng rất là rộng rãi và thoải mái. Với căn phòng ngủ này sẽ có diện tích là 12,7m2. Căn phòng ngủ thì đương nhiên không thể nào thiếu 2 ô cửa sổ lớn để lấy sinh khí vào bên trong. Quả thật là quý vị thấy là từ cái ô cửa sổ này mà ngồi đây mà ngắm cảnh ra ngoài đây, nhìn đồng lúa xanh tươi bát ngát đẹp như vậy thôi, quá thích đúng không ạ? Cho nên phải nói là những cái căn nhà mà chúng ta xây dựng ở những cái vùng tỉnh á, mà lân cận là nhiều cây xanh như vậy, rồi có nhiều ô cửa sổ để lấy gió nữa, thì nó thật sự rất là tuyệt vời. Và ở phía trong này chúng tôi sẽ đặt một cái chiếc nhà vệ sinh chung của không gian của tầng 2 ở trong đây. Và các đội ngũ thợ xây đang làm việc cho nên em không có tiện để vào review, nhưng quý vị cũng thấy là cũng rất là thoải mái ha. Tiếp theo thì đây là gian phòng ngủ thứ 3 của ngôi nhà, là có diện tích là 9,6m2. Quả thật là lại một cái view vô cùng đẹp nữa quý vị ạ. Ở đây mà tưởng tượng như đây là căn phòng ngủ của một em học sinh nào đó mà đặt cái bàn học ở đây, rồi khi mà chúng ta bí ý tưởng làm văn chẳng hạn mà nhắm cảnh ở đây thì phải nói là dạt dào cảm xúc để mà có thể làm sáng tạo đúng không ạ? Cảnh rất là đẹp luôn. Và cái ô cửa sổ này nó như em đã nói rồi, nó sẽ mang sinh khí vào bên trong. Tuy nhiên anh cũng xin lưu ý nhỏ cho quý vị là về phong thủy á, chúng ta có cửa sổ nhưng chúng ta không nên đặt cái đầu giường ngay bên dưới cửa sổ nhé. Giường của chúng ta thì nên đặt có thể song song nhưng mà cắt cái cửa sổ ra một khoảng. Bởi vì cửa sổ là nơi mà trao đổi khí giữa bên ngoài và bên trong này, cho nên có thể có sương nè, có thời tiết nắng mưa thất thường. Nếu mà chúng ta nằm ngủ đặt cái đầu ngay đây thì có thể sẽ không mang được cái giấc ngủ ngon cho chủ nhân. Đây là một cái điều mà em xin lưu ý cả về công năng lẫn phong thủy nhé. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến không gian gọi là cuối cùng của căn nhà này để xem là không gian đó như thế nào. Và không gian cuối cùng căn nhà đó là phòng ngủ số 4, có diện tích là 10,6m2. Vậy là tổng cộng phòng ngôi nhà của chú Trốn là có đến 4 phòng ngủ quý vị ha. Cũng rất là thoải mái luôn. Và căn phòng ngủ này thì nó cũng có thiết kế tương tự như căn phòng ngủ bên lúc nãy em vừa giới thiệu. Cũng có một cái ô cửa sổ rất là lớn ngắm nhìn ra một cái dòng sông đồng ruộng ở bên này kia. Và sau này chắc chắn á, mỗi căn phòng ngủ sẽ được trang trí tùy thuộc vào sở thích của chủ nhân của nó. Bởi vì chúng ta sẽ không có lo về phong thủy chung ngôi nhà. Đó là việc rất là thuận lợi cho mỗi cá nhân.
Và sau này ở trên trần nè, chúng ta cũng sẽ ốp những cái dãy đèn downlight để mà chạy tiết kiệm điện. Cũng như là chúng tôi sẽ sơn, phết rồi trang trí mọi thứ rất là đẹp mắt. Và lúc đó chắc chắn là An sẽ làm một chuyến để đến tham quan ngôi nhà chú trốn một lần nữa. Và ngày hôm nay thì bên cạnh An chính là anh Hà, là giám sát thi công của công trình của nhà chú trốn. Dạ, xin chào anh ạ. Dạ, chào anh. Vậy thì em xin thay mặt cho những khán giả đang xem YouTube sẽ hỏi anh một số câu. Là anh ơi, không biết là nhà chú trốn là khởi công từ khi nào, anh còn nhớ không ạ? Nhà chú trốn đây là khởi công từ ngày 30 tháng 6. Bữa nay là cũng là khoảng tầm 15, 16 tháng 10 rồi. Cái thời gian của mình nó hơi dài là do thời gian qua là bị bệnh dịch. Anh em vừa làm ít và vừa nghỉ mất khoảng hơn tháng. Nên là nhà chú chưa được hoàn thành. Thật sự thì dịch bệnh thì em nghĩ là nó ảnh hưởng cả nước Việt Nam chúng ta đúng không ạ? Chứ không có riêng một tỉnh nào hết. Cho nên cái điều đó thì em nghĩ là mọi người cũng sẽ thông cảm mà thôi. Vậy thì chính xác là căn nhà mình đang đến giai đoạn nào vậy anh? Bây giờ là cái phần hoàn thiện của mình vào phần gạch với phần sơn xong mình lắp ráp thiết bị là xong thôi. Còn tất cả những phần phụ là mình đã xong hết rồi. Mình còn ráp cửa và phần sơn và phần gạch nữa, cũng dự kiến là khoảng 2 tuần nữa là mình sẽ bàn giao. Là 2 tuần nữa là mình bàn giao căn nhà hoàn chỉnh luôn. Dạ. Vậy thì với cái giai đoạn này thì mình cần khoảng bao nhiêu nhân công vậy anh? Như thời điểm như bây giờ thì chỉ cần 4 đến 5 người thôi. Còn như lúc đầu anh em làm là đều là từ 8 đến 10 người. Vậy thì nói chung vậy thì em sẽ có thể hẹn mình có một tháng nữa chẳng hạn. Thì em sẽ xuống gọi là một lần nữa review cho khán giả để xem là công trình mình hoàn thiện và đẹp như thế nào nhé. Và cảm ơn anh đã chia sẻ. Dạ, rồi, trời. Vậy là ngày hôm nay Nhật An đã dẫn quý vị chúng ta đến thăm nhà chú trốn ở Bến Tre để xem công trình đang thi công của Mắc Hôn như thế nào. Và như quý vị thấy là công trình mọi người đều đang rất là gọi là ráo riết để mà hy vọng là sẽ hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất có thể. Và lúc đó thì chắc chắn là Nhật An và đội ngũ truyền thông của Mắc Hôn lại là một chuyến để đến tham quan và sẽ xem là công trình nhà chú trốn sẽ đẹp và lộng lẫy như thế nào. Và nếu như quý vị chúng ta yêu thích mẫu thiết kế của nhà chú trốn hoặc là có những ý tưởng thiết kế cho riêng mình, đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với Mắc Hôn chúng tôi qua những cách rất quen thuộc là có thể nhấc điện thoại lên và alo ngay những số hotline đang chạy trên màn hình hoặc comment ngay bên dưới video này. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị trong thời gian nhanh nhất. Và đừng quên một yêu cầu nhỏ nhỏ em luôn nói, đó là hãy nhấn like, subscribe và chọn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ, những em xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.